Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày 31 Tây tháng 12 năm 2000 mốt nghĩa là ngày cuối năm rồi Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày mới rồi Có nghĩa là ngày một Tây Thì đầu tiên hết á, Thuần và đội của Thuần Capital muốn chúc các bạn có một cái ngày Tết vui vẻ Chúng ta đã bước qua năm mới rồi Và một năm nó trôi qua rất là lẹ Nhất là trong hai năm vừa qua Năm 2021 và 2022 Nó hầu như là lẫn lộn lẫn nhau Chúng ta hầu như cũng khó phân biệt được là Năm 2021 kết thúc ở đâu Và năm 22 kết thúc ở đâu Nhất là những bạn nào mà trong thị trường crypto này đó Thì các bạn có đã biết là cái sự tăng trưởng Cái sự sôi động của thị trường này ra sao trong vòng 2 năm qua và chia sẻ một số những cái tài liệu để các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của kênh Thuận Capital như thế nào và cũng giống như là Thuận muốn gửi lời cảm ơn những bài nào mà đã đồng hành với Thuận Capital hơn cả năm qua và bây giờ chúng ta đã bước qua năm thứ năm của Thuận Capital rồi Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều thông tin thú vị với các bạn trong năm 2022 và video này đó nó sẽ rất là khác biệt một chút đó chính là trong cái video này đó thuận sẽ làm một cái video uh, nhìn vào mà màn hình của chiếc xe Tesla S Plus tại vì rất nhiều bạn hỏi thuận đó là dùng cái màn hình để phân tích dữ liệu xem coi như thế nào cho nên hôm nay đây nhân dịp cuối năm cuối năm cũng khá là bận thuận nhận được cái xe này cái tay khoảng chừng là 3 tuần như bạn cũng đã biết thì ba tuần qua đó là cuối năm cho nên công ty bận nhiều công việc cho nên thuận chưa có thời gian để mà làm video review cái xe này nhưng mà thuận sẽ chắc chắn làm một cái video review để cho các bạn uh, hiểu được cái cảm nhận của thuận cảm nghĩ của thuận liên quan tới cái chiếc Tesla S này là như thế nào Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin 98 Wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin Token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 thì thường muốn chủ yếu làm video để mà happy new year các bạn mà thôi thì thường cũng muốn dành ở thời gian để mà nói về tình hình của thị trường thì các bạn nào mà quan tâm đó thì chúng ta cũng đã thấy được là cái số lượng lệnh option cũng đã đáo hạn xong rồi Hồi sáng nay thì các bạn thấy được là có một cái đợt tăng trưởng nhanh từ cái mức là giá của BTC đó khoảng chừng là 45.000 đi thẳng cho tới khoảng chừng là 48.000 đô và cái lúc này video này thì giá nó cũng đã đi ngược trở xuống một chút nhưng mà nói chung đó thì cái buổi kết thúc option lần này đó thì cái giá max pen đó là 47.000 thì cuối cùng các bạn thấy được là kết thúc cũng xoay quanh cái mức đó có nghĩa là nhiều người giữ lệnh option là sẽ không được vui ngày hôm nay nhưng mà coi như chúng ta cũng đã qua được một cái buổi đáo hạn option rất là lớn vì bà hỏi Thuận thì Option á, thì những cái lệnh này đáo hạn hàng, hàng tuần mà mỗi thứ 6 đều đáo hạn thì tại sao nó lại quan trọng như vậy? Thì Thuận chia sẻ với các bạn tại vì đây là một đợt đáo hạn rất là lớn cho nên nó có tính hưởng nhiều hơn đối với Thuận là vậy. Thì chúng ta nhìn chung thị trường thì cũng không gì đặc biệt đâu các bạn, các bạn thấy được là hôm nay là ngày à, cuối năm đó thì Bitcoin xuống một chút thì đương nhiên thị trường nó cũng có cái sự à, đi xuống theo cùng Bitcoin nhưng mà cũng không có nhiều đồng đỏ lắm, các bạn thấy được là cũng là đỏ nhưng mà đỏ nhạt thôi. Đối với thuần hiện bây giờ, những đồng lớn thì các bạn có thể hiểu được đơn giản là đi theo xuống của BTC, Bitcoin xuống nó khoảng 3% thì những năm lớn nó xuống cũng tương tự mà thôi từ 2% cho đến 4% ở thời điểm hiện tại thì hôm nay đó giá cả của BTC lại đi xuống các bạn có nên lo lắng hay là không thì để tôi chia sẻ một số những nhận định ở trên clip tục hoàn với các bạn đó trước hết thì uh, một nhận định được chia sẻ bởi Kingstock Capital nói là chúng ta cũng không nên lo lắng quá ở thời điểm hiện bây giờ tại vì nhìn trên biểu đồ đó thì các bạn thấy được là giá cả tuy là có sự dao động nhưng mà cái volume rất là thấp cho nên cũng không có thể nói lên được điều gì hiện bây giờ cái khối lượng rất là thấp cho nên những ngày cuối năm như vậy đó giá cả có dao động nhưng mà cũng không mang nhiều ý nghĩa đâu đó là cái sự chia sẻ bởi Kingstock Stock Capital chúng ta hãy chờ qua năm xem coi là tình hình như thế nào kế tiếp nữa đó thì một người khác ở trên crypto khoan cũng chia sẻ đó chính là Dan Lim thì Dan Lim nói gì? Dan Lim nói đó là bây giờ nhiều người đó thì so sánh à, cái thời điểm hiện bây giờ với lại tháng 5 mới đây khi mà giá cả Bitcoin đi xuống từ 63.000 còn 29.000 thì có đúng hay là không? Thì dựa theo Dan Lim đó khi bạn nhìn vào cái tài liệu trên màn hình đó, thì các bạn sẽ thấy được là có ba cái màu màu xanh dương đó chính là cái giá cả của BTC màu xanh lá cây đó chính là cái số lượng địa chỉ ví sử dụng thường xuyên và cái màu vàng đó chính là cái số lượng giao dịch ở trên mạng lưới của BTC thì rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào ba đường này đó thì hồi tháng 5 đó cả ba đường này đều là xu hướng đi xuống tại vì sao vậy tại vì cả hồi tháng 5 đó là một trong những cái thời điểm mà khi mà giá rớt xuống đó nhiều người mới tham gia vào họ lo sợ họ bán họ rời khỏi thị trường này cho nên mới có hiện tượng đó nhưng mà bây giờ thì như thế nào bây giờ các bạn thấy được là nhìn vào cái thời điểm hiện tại đó thì giá cả đi xuống nhưng mà cái số lượng địa chỉ ví sử dụng thường xuyên cũng như là cái số lượng giao dịch thì không có xu hướng đi xuống có nghĩa là thời điểm bây giờ không giống như tháng 5 nó đã có cái sự khác biệt rồi và đây đối với là Dan Lim là một cái tình hình tốt bullish giá xuống nhưng mà lại không thấy hiện tượng là những cái chỉ số liên quan đi xuống theo thì chúng ta trước hết hãy nói về cái số lượng Bitcoin đó nạp vào và rút ra thì ra sao thì trước hết chúng ta nhìn vào tài liệu này tính theo giờ đi, tại vì hôm nay là vẫn chưa cập nhật cái thông tin mới nhất tính theo ngày. Thì khi mà thuận zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là cái thời điểm bây giờ đó tuy là các bạn thấy là giá cả tiếp tục xuống thêm một chút sau khi mà chúng ta thấy cái sự đảo hạn của BTC, nhưng mà nhìn chung đó các bạn sẽ thấy là giá đi xuống nhưng mà cái số lượng Bitcoin rút ra nhiều hơn là nạp vào. Khi mà các bạn nhìn vào những cái thanh trên màn hình đó là chỉ xuống có nghĩa là chúng ta thấy là cái số lượng rời khỏi nhiều hơn là nạp vào những cái ví của sang và đây là cái uh, dấu hiệu của btc mỗi thanh một giờ các bạn nhìn vào tài liệu đó cũng sẽ thấy cái sự tương tự khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng của ethereum khi mà thuận zoom vào đó các bạn uh, có thể thấy được là cái số lượng uh, Ethereum rời khỏi trong vòng 24 giờ qua vẫn cao hơn là nạp vào có nghĩa là giá tiếp tục xuống hơn một chút nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là đồng Bitcoin và Ethereum rời khỏi thì nhiều bạn sẽ thường hay hỏi câu hỏi đó là thường thường hay nói như vậy nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào giá cả đó thì Bitcoin rời khỏi, Ethereum rời khỏi nhưng mà giá vẫn đi xuống tại sao vậy? Tại vì hai cái này đó là nó nói về hai điều khác nhau thứ nhất đó khi mà chúng ta nhìn vào giá cả lên xuống đó đó chính là cái sự lên xuống của nguồn cung và nguồn cầu nó bị tác động bởi cái điều đó có nghĩa là bất cứ một thời điểm nào miễn là chúng ta có cái nguồn cung nhiều hơn là nguồn cầu đó thì sẽ dẫn đến là giá cả có xu hướng đi xuống và ngược lại nhưng mà đó là ngắn hạn và thôi khi mà các bạn nhìn vào những tài liệu liên quan tới cái số lượng bitcoin và ethereum đã rời khỏi sàn thì các bạn cần phải nhìn vào dài hạn đây là cái chỉ báo dài hạn chứ không phải là ngắn hạn đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy được là cái tình hình chung của thị trường như thế nào giống như là các bạn thấy được là tính theo thời gian dài thì cái số lượng bitcoin tiếp tục là rời khỏi nhiều hơn là nạp vào trong vòng cả năm qua ethereum cũng vậy và trước đó cái thời điểm mà thường chia sẻ giống như hồi giống như đầu năm nay đi thì nhiều bạn cũng sẽ nói điều tương tự nhưng mà rất rõ ràng là các bạn thấy được là đây là cái dấu hiệu càng ngày càng ít bitcoin và tem trên sàn hơn khiến cho chỉ cần là cái nguồn cầu tăng lên thôi mà nguồn cung cũng như vậy hay là ít đi tại vì càng ngày càng ít đồng hơn thì sẽ dẫn đến giá cả sẽ tăng trưởng theo thời gian và đây là điều mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến từ khi mà thường bắt đầu chia sẻ thông tin với các bạn từ năm 2020 hồi tháng 8. Lúc đó nhiều bạn cũng nói tương tự nhưng mà rất rõ ràng là sau một thời gian cái nguồn cung này đó nó ngắm vô thị trường, cái số lượng Bitcoin rời khỏi đó hiện tượng này ngắm vô thị trường thì chúng ta thấy cái sự phát triển của giá cả miễn là chúng ta có cái nguồn cầu như vậy hoặc là tăng lên thì giá cả sẽ tăng mạnh hơn nữa. Đó là tài liệu của Crypto Khoan thường muốn mang đến cho các bạn. Kế tiếp đó thì chúng ta nhìn vào một cái dữ liệu đó chính là cái dữ liệu ở trên Classno thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có thể nhìn vào tài liệu như là cái số lượng Bitcoin đang có lời hiện bây giờ thì các bạn thấy là cái phần trăm bây giờ vẫn đang là thấp chỉ có 72% mà thôi. Thấp hơn là con số mà trăm mà tôi nghĩ là con số đó chúng ta cần phải ở dưới thì nó sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn đang ở trong một cái vùng tốt. Nói tới đây đó thì một trong những điều mà được nói đến bởi một người khác ở trên crypto khoan đó đó chính là nhìn tổng quát đó thì năm 2021 này ngoại trừ những cái như là chúng ta nói cái sự bùng nổ của NFT, GameFi và một số những cái dự án thì chúng ta có thể nghĩ đến là năm nay là một năm rất là lớn cho những tổ chức đầu tư thống kê đó là những tổ chức đầu tư đó lớn đã bơm vào thị trường này tổng cộng là 30 tỷ và sẽ không có dấu hiệu ngừng lại đâu. Các bạn thấy được trên màn hình đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng của cái số lượng tiền đến từ những tổ chức đầu tư lớn như là Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Polychain Capital, Pantera Capital, and Recent Hollywood, CMT Digital, Electric Capital, Blockchain Capital, Galaxy Digital Holding và Slow Ventures. Đây là chỉ là những cái tài liệu về những quỹ này thôi còn rất nhiều quỹ khác nữa và chúng ta cũng không nói tới những cái quỹ mà đã có những cái ETF như là Canada purpose những quỹ này nó sẽ tiếp tục và tiếp tục có thêm trong năm tới đây năm 2022 và cũng sẽ có hiện tượng là họ sẽ tiếp tục đi tích lũy thêm Bitcoin, tích lũy thêm Ethereum sẽ không ngừng đâu. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất của năm tới đây là gì? Đó chính là cái yếu tố liên quan tới SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì tại sao liên quan tới SEC? Tại vì SEC đó là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng để có thể là cho một cái quỹ đầu tư spot ETF thông qua. Khi mà chúng ta có cái quỹ Bitcoin Spot ETF đó thì sẽ dẫn đến cái sự bùng nổ của những quỹ này sẽ đi thu mua Bitcoin để mà tích lũy để họ có thể là phát hành cổ phần của họ ở trên sàn chứng khoán. Bây giờ chúng ta chỉ có quỹ đầu tư Future ETF mà thôi, chúng ta tiếp tục chơi đợi. Nhưng mà Nói tới SEC đó, thì các bạn thấy được là SEC chủ tịch Gary đó có cái thông báo mới đây là sẽ mướn một người đó Có nghĩa là người này đó, bây giờ là sẽ làm việc cho SEC với cái à, chức vụ đó chính là cố vấn cấp cao liên quan tới thị trường crypto Các bạn đã thấy được là cái sự quan tâm của SEC, bang quản lý chứng Hoa Kỳ liên quan crypto đến như thế nào rồi Bây giờ có một người được mời đến để mà làm cố vấn cấp cao, đó chính là Corey Freyer thì Corey là một trong những người mà làm việc cho quốc hội nhưng mà bây giờ sẽ qua để mà làm việc cho SEC giúp đỡ Chủ tịch Gensler để mà có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn về thị trường này Tại vì rất rõ ràng là Gary Gensler là một người mà rất hiểu về Bitcoin nhưng mà là một người mà lại không có thích thị trường crypto nói chung Cho nên chúng ta thấy được là một trong những cái người mà có thể cung cấp những cái yếu tố quan trọng cho quốc hội để mà ra luật quản lý thị trường này đó chính là Chủ tịch Gary Gensler SEC thì chúng ta nói tới chủ tịch Gary Gensler thì chúng ta nói chung mà thôi nhưng mà thật ra đây là người đứng đại diện cho SEC khi mà các bạn nhìn thực tế hơn đó thì SEC thực sự là có tổng cộng 5 nghị viên đứng đầu là Gary Gensler còn bốn người còn lại bên dưới này thì cái điều quan trọng ở đây đó là năm nghị viên này cộng với Gary Gensler là tổng cộng 5 người mà thôi sẽ bỏ phiếu cho bất cứ một quy định nào của SEC nhưng mà các bạn thấy được đó là năm người này đó thì bao nhiêu người nghiêng về thị trường crypto thì chúng ta cũng đã biết một những người mà rất là yêu thích thị trường crypto và muốn có luật đơn giản để mà thị trường phát chuyện đó chính là à, nghị viên Hester Pierce đây là Hester Pierce thì các bạn thấy được là kế tiếp đó là Eliot Roisman kế đó nữa là Alison Henry Lee và cuối cùng là Caroline Crenshaw thì điều mà chúng ta không rõ đó là bây giờ đó chúng ta thấy được là có ít nhất là hai người rất thích thị trường crypto này đó chính là Hester Pierce và Elad Roisman Còn Gary Gensler thường cho là 50-50 mà thôi Còn hai người còn lại đó Allison Heron Lee và Caroline Crenshaw thì không rõ là hai người này đó có thích crypto hay là không Vẫn chưa có ra bất cứ một cái thông tin gì nói xấu về crypto Nhưng mà cũng không có phải là một điều mà hai người này quan tâm đến Hai người này quan tâm đến những cái thứ khác cũng bình thường mà thôi Nhưng mà chúng ta được là hiện bây giờ đó Thì nếu như mà các bạn hỏi thuận thì ở STC chúng ta có 2,5 người là thích crypto, 2,5 người là coi như là à, không có nói rõ thích thì không thích, coi như 50-50 nhưng mà có một điều rất là quan trọng đó chính là tuy là các bạn thấy được bên dưới này đã để là cái ngày hết hạn của cái nhiệm kỳ giống như là Hester Pierce là hết hạn là năm 2025 Elad Roisman là năm 2023, nhưng mà cái điều quan trọng đó là Elad Roisman là một trong những cái nghị viên mà thích crypto nhưng mà Elad Roisman sẽ rời khỏi chức vụ của mình dựa theo các bài báo đó là sẽ cuối tháng 1 có nghĩa là họ không chờ đến năm 2023 đâu, Elad Roisman đã có ý định là rời bỏ chức vụ của mình cuối tháng 1 tới đây thì cái điều mà quan trọng là người nào sẽ là người có thể thay thế được cái nghị viên Elad Roisman này của SEC thì hy vọng là chúng ta có một người khác À, yêu thích thị trường crypto cũng như là Last Roisman để có thể tiếp tục thúc đẩy cái sự phát triển của crypto đối với lại SEC và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ và đây là cái nhà tài trợ cuối cùng của năm 2021 này đây chính là một dự án có tên là Dragon SB và đây là cái thông điệp đến từ Dragon SB đây là một cái thể loại game metaverse nhập vai trực tuyến nhiều người chơi đầu tiên được xây dựng ở trên nền tảng của Terra Protocol và Binance Matching thì người chơi sẽ hóa thân thành các chiến binh huấn luyện và nuôi dưỡng những con rồng để tham gia các trận chiến, giành thắng lợi và đem về những cái phần thưởng giá trị. Thì Dragon SB đó là cái hệ sinh thái kết hợp game, swap và chợ NFT. Cái việc mà tích hợp các thị trường sẽ giúp cho Dragon SB đã trở thành game phải đột phá với nhiều tiềm năng và những chiến lược cụ thể đó thì sẽ theo từng giai đoạn. Thứ nhất là pre-game launch thì trong quý 4 của năm 2022 đó, Dragon SP đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu như là pitch deck, token metric và white paper. Thứ nhì đó là những cái calls, influencer marketing và partnership liên kết với hơn tổng cộng là 500 calls hợp tác cùng nhiều quỹ đầu tư và đối tác lớn với cái sự hợp tác lâu dài tạo sôi động qua tất cả các kênh của các đối tác tổ chức các buổi AMA thường xuyên và theo tuần kế tiếp đó, là quản lý cộng đồng thì bên cạnh những kênh toàn sử dụng tiếng Anh đó, thì Dragon SP cũng xây dựng cộng đồng quốc gia với nhiều ngôn ngữ đa dạng về IDO đó thì hướng dẫn cộng đồng cách tham gia whitelist và IDO qua tất cả các kênh của các goals chính thức IDO vào tháng 1 của năm 2022. Về công nghệ ứng dụng đó thì sử dụng công nghệ Unreal Engine 4.26, một công cụ đã quá nổi tiếng của Epic Gaming giúp đem lại các trải nghiệm tốt như là chạy mượt mà, ít giật hình, hiệu ứng hình ảnh đẹp và ít tốn tài nguyên của thiết bị chơi game. Và hơn thế nữa đó, Dragon SB đã hợp tác với rất nhiều quỹ đầu tư và nhiều quỹ lớn bao gồm DNR Labs, Super Articles, Metric Capital, Inixius, Photochromic và Chronos và token metric đó thì sơ lược về token metric các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái website các bạn có thể biết là nhiều game đó thì họ sẽ phát hành hai token cùng một lúc chúng ta nói tới những cái game NFT nhưng mà Dragon SB đặc biệt đó là chỉ phát hành duy nhất có một token mà thôi đó chính là token SB để mà nhằm đảm bảo nền kinh tế trong game sẽ không có xảy ra hiện tượng lạm phát Cụ thể đó là Dragon sb phát hành lượng token với nguồn cung giới hạn và cơ chế chấm lạm phát trong game. Với cái rồng level càng cao đó thì cần càng nhiều tài nguyên để mà lên cấp hơn. Ngoài ra đó thì Dragon sb cũng sẽ dùng 70% doanh thu từ các sản phẩm trong sinh thái để mua lại token sb và đốt những token đó nhằm tăng sự khan hiếm của token để nâng cao cái giá trị cho token sb Thì Dragon sb là một cái um, game metaverse MMORPG gây dựng trên mạng lưới của Terra Protocol và Binance Chain. Những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm đó về Dragon SB thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Dragon SB. Thì um, nói tới SEC đó thì đương nhiên ta không thể không nói đến cái vụ kiện lớn hiện bây giờ đó chính là cái vụ kiện giữa SEC và Ripple Labs. Thì uh, một câu hỏi mà nhiều bà hỏi thường đó là khi nào dự kiện này mới kết thúc? Thì dựa theo một trong những cái uh, luật sư mà rất nổi tiếng theo sát dự kiện này đó chính là Jamie Hogan. Thì Jamie Hogan đã nghĩ là chúng ta có thể thấy dự kiện này kết thúc đối với lời ông ta là nếu dự đoán bây giờ đó là khoảng tháng 4 và nếu như mà các bạn nói là như vậy thì bây giờ đó cái dự kiện này có thể kết thúc vào tháng 4 năm 2022 có nghĩa là còn 4 tháng nữa. Thì bây giờ nhiên về phía bên nào? Thì uh, đối với Jamie Hogan nói là bây giờ là sẽ nghiêng về về Ripple nhiều hơn Hy vọng là chúng ta thấy Ripple thắng cái vụ kiện này Mặc dù các bạn có thích đồng XRP hay là không thích Đối với thuận nếu các bạn là người mà trong thì thứ tuần này các bạn cũng nên ủng hộ công ty Ripple thắng vụ kiện này Để mà giảm đi cái sự tấn công của SEC À, đối với thị trường crypto này cái đó thì có một thông tin khác nữa thông tin này thật ra là cũ rồi nhưng mà hôm nay là được lên nhiều bài báo à, tại vì được thông báo mới đây bởi cái đội của polygon Matic thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin như là cái uh, hệ thống của polygon đã bị hacker tấn công và đã bị lấy mất đi là tám trăm lẻ một nghìn một đồng Matic À, thì có thể các bạn lo lắng, con số này đó là khoảng 2 triệu đô la tính theo giá hiện tại Thì thật ra đây là cái sự kiện đã à, có vào khoảng chừng là đầu tháng 12 này rồi Thì có thể nhiều bạn có thể nhớ đó, đầu tháng 12 này đó thì à, Polygon cũng đã được một người nhắc nhở đó Đây là một cái người mà cũng là hacker nhưng mà gọi là white hacker Có nghĩa là họ tấn công mạng lưới nhưng mà họ lại cho mạng lưới đó biết đó là cái điểm yếu ở đâu thì một người đã tấn công vào mạng lưới của Polygon mà nó điểm yếu nằm ở đâu đó thì uh, sau đó đó thì cái uh, hệ thống của Polygon cũng đã trả cái tiền thưởng cho cái người mà kiếm được cái điểm yếu đó đó là thường nhớ là khoảng 3 triệu mấy đô la và sau đó đó Polygon đã có một cái hard fork để mà xử lý cái điểm yếu đó vào ngày 5 tháng 12 nhưng mà trước khi mà cái việc đó được xử lý đó thì đã có người khác tấn công và đã lấy mất đi là khoảng 2 triệu đô la uh, token mà có nghĩa là 800 là 1601 đồng token mà chúng ta mới vừa nói tới mới đây đó. Thì đây là một điều đã xảy ra đầu tháng 12 rồi, bây giờ chỉ được thông báo bởi đội của Polygon mà thôi. Và cái quỹ phát triển của Polygon đó cũng đã nói là cái số tiền này họ sẽ hoàn lại cho những người mà bị thiệt hại cho nên cuối cùng cũng không phải bị thiệt hại nào, nào đâu chỉ là cái đội của Polygon sẽ chi cái số tiền của họ ra để mà bồi thường lại cho nên cuối cùng đây cũng không phải là một tin tức nào lớn đâu và họ cũng đã nói là cái lỗi này đã được xử lý từ ngày 5 tới tháng 12 rồi không cần phải quan tâm đến nữa và cuối cùng là cái thông tin liên quan tới Shiba New thì có một thông tin đó chính là Shiba New ngày hôm nay đó cuối năm sẽ đi ra một cái bản beta, một cái bản thử nghiệm uh, Doggy DAO thì Doggy DAO đó DAO là hiểu đơn giản là một cái đơn vị tự trị, có nghĩa là thay một công ty đó thì chúng ta có chủ công ty, chúng ta có hội đồng quản trị. DAO đó là một cái uh, Công ty hiểu đơn giản như vậy nhưng mà nó được quản lý phi tập trung thì uh, sẽ có một cái DAO xuất hiện ở trên uh, hệ thống của Shiba Inu. Uh, Thông mừng uh, chưa có hiểu rõ nó sẽ hoạt động như thế nào nhưng mà hiểu đơn giản đó là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sang phi tập trung, những cái dex có tên là giống như là Shiba Swap và có những cái như là dự án đó có thể lên trên cái DAO này để mà kêu gọi vốn đầu tư. À, và những người mà muốn đầu tư thì họ có thể là stake cái đồng bone của họ tại vì trên mạng lưới của CB Inu ngoài cho đồng ship ra còn có đồng bone nữa thì stake đồng bone của họ để mà lấy đồng thi bone và từ đó có thể là góp vốn vào trong những dự án đó thường sẽ chia sẻ thêm chi tiết khi chúng ta có thêm nhiều thông tin nhưng mà hoạt động thường nghĩ là hiện bây giờ thì cũng tương tự như là bitdao của bybit mà chúng ta có từng nói đến rồi và để Kết thúc cái video cuối năm nay, Thường sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn có biết là từ đầu năm tới bây giờ, năm 2021 đó, thì tổng cộng đã có là 12 triệu lượt view ở trên channel của khác Capital. 12 triệu thì so với lại một cái kênh lớn đó thì có thể là uh, các bạn cảm thấy là không nhiều tại vì những kênh lớn đó, một video thôi đã có thể đạt được là 3-4 triệu view rồi. Nhưng mà đối với một kênh, chuyên về tài chính mà chuyên về một phần nhỏ của tài chính đó chính là crypto thì đây là một trong à, những cái đóng góp rất lớn của các bạn cho nên á, đây là một điều mà thuận cảm thấy là rất vinh hạnh được các bạn ủng hộ cũng như là chúng ta nói tới đó là trong năm nay đó tổng cộng đã có 1,7 triệu giờ được xem bởi các bạn và trung bình á, mỗi bạn xem video của thuận đó là khoảng 8 phút và 23 giây và trong năm nay đó kênh Thuần Capital đã có thêm 90.000 bạn đăng ký thì kênh Thuần Capital cũng đã đạt được cái nút bạc đầu tiên trong năm nay bắt đầu đầu năm đó là khoảng 50.000 bạn uh, tham gia vào và để cho các bạn hiểu được cái sự tăng trưởng mạnh như thế nào đó thì kênh Thuần Capital đầu năm nay đã hoạt động 4 năm rồi 4 năm mới lên được 50.000 sub mà trong vòng một năm thôi đã từ 50.000 sập lên tới 140.000 ở điểm hiện bây giờ. Cái sự tăng trưởng rất là lớn có thể thấy được cái sự hứng thú của các bạn liên quan đến crypto đang ngày càng tăng lên. Và đây là cái thông tin liên quan đến kênh mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Cũng như là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh uh, trong năm nay. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Happy New Year! Năm sau sẽ là một năm mà còn sôi động hơn nữa Thông tin là vậy